tự xưng là công an chìm với mục đích lừa đảo. Một đối tượng trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa bị công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu phát hiện, bắt quả tang vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tên Văn Hữu Tưởng, 43 tuổi, trú quận Hải Châu. Bằng thủ đoạn làm quen, tự xưng là công an, có mối quan hệ với nhiều người giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền thành phố. Tưởng đã nhận 8 triệu đồng và hứa sẽ xin việc cho anh Hoàng Anh Đức, trú phường Hòa Minh, vào làm lái xe tại khu công nghệ cao. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên anh Đức đã đến trình báo cơ quan công an phường Hòa Minh. Chưa dừng lại ở đó, Tưởng yêu cầu anh Đức đưa thêm 5 triệu đồng để làm phí bôi trơn cho công việc sớm được trót lọt. Đến chiều ngày 30 tháng 7, khi vừa thực hiện hành vi giao nhận tiền, thì Tưởng bị công an phường bắt quả tang.